anh có quân đánh không anh không? Hả? Anh có quân đánh không? Không, nay không, năm nay thì chỉ có câu bộ bộ thôi, có cùng anh. Quân bảo là năm nay có bộ. Anh bị hơi 10 người sao? Sao? Mỗi năm được có mỗi 6-7 người, bây được 10 người. Nhưng mà bộ hơi buồn. Thế thì sao năm vậy? Sau năm sẽ có cả em đấy. Thế á? Quay lại à? Chấp tới sẽ quay lại, giờ bận việc quá em nghỉ. Thôi được rồi, quay lại. Quay lại thì thi đấu khá hay là quyền đi. Có môn gì chơi môn đấy. Có món nào thì mấy món đấy.